Xin chào các bạn nhé. Hôm nay bếp ngon 688 tôi rất là vui khi lại được gặp lại các bạn trong cái video mới của một buổi sáng đẹp trời hôm nay. Hiện tại bây giờ đang là 5 giờ sáng, tôi cũng vừa mới thức dậy đây. Và hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn chúng ta vào căn bếp quen thuộc này để chúng ta cùng chia sẻ với nhau một cái món ngon liên quan đến phần bò của chúng ta các bạn nhé. Vậy thì cái món đó là món gì? Tôi sẽ giới thiệu các bạn ngay bây giờ. Đó chính là món bò bít tết. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thực hiện cái món này trong căn bếp quen thuộc này, để chúng ta có được một cái phần ăn rất là thơm ngon, đặc biệt dành cho các bé trong gia đình của chúng ta vào buổi sáng hôm nay, có đầy đủ dinh dưỡng, có đầy đủ dưỡng chất để chúng ta bước vào một ngày mới tuyệt vời các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp và thực hiện làm món này các bạn nhé. Thế thì đến với cái bàn quen thuộc của tôi thì tôi sẽ tiếp tục cùng với các bạn giới thiệu cùng các bạn những cái nguyên liệu hay là gia vị chính để chúng ta sẽ đi thực hiện làm một cái phần bò bít tết rất là thơm ngon và nó có cái vị đặc trưng riêng của tôi nhé. Thế thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái phần bò. Để làm được cái phần bò bít tết ngon thì các bạn phải tuân thủ một cái nguyên tắc, chính là các cái thực phẩm tươi ngon thì sẽ tạo được ra cái món ăn ngon các bạn ạ. Ở đây thì tôi sử dụng cái phần bò, đùi bò, cái phần thịt đùi bò nhé. Thì sẽ sử dụng cái phần thịt này để dùng để làm bò bít tết rất là ngon các bạn ạ. Đây thì tôi sử dụng làm hai miếng bò. Thì gia đình chúng ta ăn nhiều hay ăn ít thì chúng ta sẽ sử dụng thôi. Để làm được phần bò bít tết thơm ngon thì không thể thiếu được thì các bạn phải chuẩn bị cho tôi cái phần nước sốt bò bít tết. Thì ở một cái video trước thì tôi đã cùng với các bạn chúng ta đi thực hiện cái phần làm cái phần bò sốt bò này rồi. Thì các bạn có thể xem lại trong cái phần mô tả video. Ở đây các bạn chuẩn bị cho tôi một cái củ khoai tây. Đấy, đã được thái nhỏ con chì như này. Sau đấy thì chúng ta sẽ thực hiện như chúng ta đi chiên nó và ăn kèm với bò bít tết rất là ngon. Ngoài ra thì các bạn có thể chuẩn bị cho tôi một cái phần nấm. Ở đây thì tôi sử dụng là cái phần nấm. Đây nó giống như cái loại nấm rơm ấy, rất là ngon. Loại này rất là ngon luôn. Và chút chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện làm chế biến cái phần này nhé. Rồi, để làm phần bò bít tết ấy, thì các bạn nên sử dụng cho tôi cái loại bơ thực vật. Các bạn không nên dùng dầu nhiều nhé, dùng bơ thực vật sẽ rất là ngon và làm cho cái món ăn của chúng ta nó có vị đặc trưng. Các bạn chuẩn bị cho tôi một thìa tiêu xay và một xíu cái bột canh nhé, hoặc là muối cũng được. Thì các bạn nên chuẩn bị bột canh thì ngon hơn. Đây, để ăn kèm với lại bò bít tết thì các bạn sẽ dùng cho tôi một vài cái cuộn hành tươi và cái phần ớt sừng hoặc là ớt chuông cũng được. Chúng ta sẽ sử dụng ăn cộng với một vài lát cà chua sẽ rất là ngon. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm, ví dụ như bạn nào thích có thể sử dụng thêm salad, xà lách. Thế nhưng mà tôi thì tôi cũng không thích dùng cho cái món này, cho nên là tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ cùng với các bạn chúng ta đi chế biến phần thịt bò này. Đây, hiện tại tôi đã thái lát file cái miếng bò này rất là ngon rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một xíu cái bột tiêu này, chúng ta rắc lên và chúng ta sẽ ướp qua nó. Một xíu bột canh, cần một xíu thôi, không cần nhiều. Bởi vì trong cái phần gia vị sốt bò này của chúng ta nó đã có đầy đủ, đã vừa rồi. Không cần nhiều lắm các bạn nhé, vừa phải thôi. Còn lại cái phần tiêu và muối bột canh này thì chúng ta sẽ giữ lại để chút chúng ta sẽ chế biến cùng với lại nấm.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên bếp để chúng ta sẽ thực hiện làm chi tiết các bạn nhé. Rồi, bây giờ việc đầu tiên là tôi sẽ sử dụng một cái chảo như này để tôi chiên cái phần khoai lên của chúng ta lên trước. Đấy, chúng ta sẽ chiên cái phần khoai của chúng ta lên nhé. Để dùng khoai này ăn kèm với lại bò bít tết rất là ngon. Chúng ta sẽ đợi cho cái phần dầu chúng ta nó già lên thì chúng ta bắt đầu chiên. Đợi một chút nữa. Đầu tiên thì các bạn có thể khi mà mới cho khoai vào thì chúng ta nên đảo qua. Thế sau đấy thì chúng ta sẽ để nguyên để cho cái phần khoai của chúng ta nó cứ thế nó chín và nó phồng lên.
Ok, phần khoanh như này là đã chuẩn rồi. Bây giờ thì tôi sẽ tắt bếp và tôi sẽ vớt cái khoanh này ra. Để chút nữa khi mà khoai nó nguội bớt đi thì nó sẽ rất là giòn. Nếu mà các bạn muốn ăn ngon thêm một chút nữa thì các bạn có thể sử dụng khoai này khi các bạn ướp với cái bột chiên gà giòn mà cái hôm trước tôi đã cùng với các bạn chúng ta đi chế biến cái bột chiên gà giòn này. Dùng cái bột đấy cũng rất là ngon, và trộn với khoai này mà chúng ta chiên lên ngon lắm. Ok, rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái chảo nông như này để chúng ta sẽ tiến hành sơ chế đến cái phần nấm các bạn nhé. Rồi, ở đây thì các bạn có thể để nhiệt độ thấp thôi. Như bình thường nếu bếp điện tôi để là 120 độ, còn nếu như bếp ga thì các bạn sẽ vặn nhỏ lại riu riu một chút thôi. Chúng ta sử dụng riêng cái phần nấm này thì để sơ chế nó cũng rất đơn giản. Các bạn chỉ việc cho vào chảo và chúng ta sẽ cho vài hạt muối cùng với lại một chút xíu cái phần hạt tiêu. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta rang lên thôi. Chúng ta rang nó hơi cháy xém cạnh một chút là chúng ta có thể sử dụng ăn được rồi. Ở đây thì chúng ta có thể cho một chút dầu. Ở cái chảo này chúng ta không nên cho nhiều dầu, và chúng ta cũng không cho dầu ăn bình thường. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng để ngon nhất cho cái món này thì các bạn sẽ cho một xíu cái dầu ô liu các bạn nhé. Đấy, nó sẽ rất ngon. Cho một ít muối và tiêu vào. Cho nhiệt độ nhỏ thôi, nhiệt độ thấp thôi. Có thể 80 hoặc 120 tùy theo cái bếp điện của chúng ta. Miễn sao cái chảo nó vừa nóng, nó đủ nóng thôi. Tránh cái tình trạng là chúng ta cho cái nhiệt độ quá cao thì cái chảo của chúng ta và cái phần nấm này của chúng ta nó sẽ bị cháy mà nó lại không chín được nấm. Thế còn chúng ta cho quá nhiều dầu để chúng ta chiên xào thì nó lại giống như nấm xào, nấm nó sẽ bị mềm. Nấm này quan trọng của chúng ta là vừa chín tới mà nó có độ cứng, độ giòn. Đây các bạn quan sát, tôi chỉ cho một chút xíu dầu thôi chứ chúng ta không cho nhiều dầu. Và cái nấm của chúng ta trong quá trình chúng ta đảo đều này nó sẽ bắt đầu được chín dần. Nó sẽ tạo cho cái nấm của chúng ta nó rất là giòn. Đấy, lúc đấy là nấm nó ngọt. Thế còn các bạn cho quá nhiều, nếu chúng ta lỡ tay mà cho quá nhiều dầu thì cái dầu này nó tự động nó giống như chúng ta đi xào nấm vậy. Nó sẽ làm cho nấm của chúng ta mềm.
nấm này nó cũng rất nhanh chín, các bạn để ý nó cũng nhanh chín. Ok, vậy là cái phần nấm này của chúng ta nó đã chín rồi. À, tôi sẽ tiến hành tôi đưa ra đĩa thôi. Đấy, tôi sẽ tiến hành tôi đưa ra đĩa. Bây giờ cái công việc tiếp theo của chúng ta là tôi lại vẫn dùng cái chảo nông như này. Chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm cái phần bò bít tết các bạn nhé. Thì để sử dụng được cho cái phần bò bít tết này thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng một cái phần dầu ô liu cũng như là chúng ta sử dụng bơ các bạn nhé. Bơ thực vật. Bây giờ tôi sẽ bật bếp nhỏ lên. Tôi cho nhiệt độ là khoảng 160 trước. Ở đây thì các bạn dùng định lượng cho tôi nhé. Với mà cái lượng bò như tôi vừa sử dụng ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng 3 cái thìa dầu thìa ô liu cùng với lại 2 cái thìa dầu thực vật này. Với những cái lát bò phi lê như này thì các bạn để ý cho tôi một cái nguyên tắc này. Khi chúng ta đưa vào chảo như này thì các bạn sẽ để nguyên. Và các bạn canh giờ tôi nó chỉ rơi vào từ 2 cho đến 2,5 phút thôi. Và nhiệt độ các bạn để cho tôi là nếu là bếp điện thì các bạn để cho tôi là 160 độ. Các bạn để ý cho tôi là chỉ 2 cho đến 2,5 phút. Tránh cái trường hợp là chúng ta để quá lâu thì cái phần thịt của chúng ta nó bị dai và có thể nó bị khô, nó sẽ không ngon nữa. Đấy, và trong cái quá trình đây, trong quá trình chúng ta đợi này thì các bạn có thể dùng thìa và chúng ta sẽ múc cái phần bơ cũng như là phần dầu và sẽ tưới lên cái phần thịt của chúng ta. Nó giữ cho thịt của chúng ta nó mềm, nó không bị khô. Rồi, trong quá trình này thì chúng ta sẽ bắt đầu lật mặt. Đấy. Đây. Bây giờ thì các bạn lại phải tiếp tục canh lửa. Bây giờ chúng ta sẽ giảm xuống 120 độ. Đó, cái phần phi lê của chúng ta, cái phần bò này của chúng ta, khi chúng ta canh đều lửa thì nó sẽ rất là mềm và nó cũng bị giữ được vị ngọt. Trong quá trình này thì chúng ta vẫn tiếp tục và tưới bơ lên, tưới dầu lên.
ngoài ra thì chúng ta có thể kiểm tra. Đấy, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách là chúng ta cắt thử một cái miếng nhỏ ra để kiểm tra xem cái phần thịt của chúng ta là đã ổn chưa. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, trong khoảng thời gian nó chỉ tầm từ 2 đến 2,5 phút thôi. Các bạn nhìn thấy là đây, tôi đã thử này. Nó đã bắt đầu được chín tới cái phần thịt của chúng ta. Chúng ta quan trọng là đến chín tới nhé, để bò nó sẽ không thể ăn khô và dai được. Ok, bây giờ tôi sẽ tắt bếp. Rồi, chúng ta đã được một cái phần miếng bò đi tết rất là ngon. Đây, sau khi bò nó bắt đầu đã chín tới rồi thì các bạn sẽ lấy cái phần sốt, các bạn đưa vào đây. Các bạn tắt bếp nhé, không cần bật bếp đâu ạ. À, chúng ta sẽ sử dụng phần sốt này rất là ngon. Ok, thế là cái phần bò bít tết của chúng ta nó đã chín tới rồi và đã được phủ đều với cái phần sốt bít tết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện, chúng ta đưa lên đĩa và chúng ta thưởng thức thôi. Đây, ngoài ra thì chúng ta có thể lấy thêm cái phần sốt chúng ta tưới lên. Các bạn tưới lên cái phần nấm nhé. Tưới lên phần nấm. Phần khoai thì các bạn tưới được, không thì các bạn sử dụng khoai chấm với cái sốt này thôi. Ok, đây các bạn nhé, tôi sẽ review qua cho các bạn xem. Rất là ngon. Phần bò này của chúng ta nó vừa chín tới này, nó vẫn mềm, nó rất mềm mà nó ngọt, có vị ngọt. Đấy, để thưởng thức cái đĩa bò bít tết này thì chúng ta sẽ sử dụng với lại phần khoai tây và cái phần nấm này nhé, cùng với lại các cái cuộn hành cũng như là phần ớt và phần cà chua của chúng ta. Rất là thơm ngon. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái video hữu ích này của tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái video mới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.